và các bạn đang theo dõi những diễn biến trực tiếp từ môn cầu lông. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu ở nội dung đồng đội nữ, cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Tại SEA Games 31 lần này, môn cầu lông diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Và đây là cặp đấu đồng đội nữ giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Thúy Linh là người đang đánh trận đơn đầu tiên. Và đối thủ của Thúy Linh đó là Siti Nisrani. 2-0 cho Thúy Linh. Ra ngoài của Nusuhaini, thêm một điểm nữa cho tay vợt của Việt Nam. Tỷ số bây giờ đang là 5-0 ở game đầu tiên. Đập cầu thành công, 6-0. Một pha đập cầu dọc biên của Thúy Linh. Malaysia là một trong những cường quốc ở môn cầu lông. Tuy nhiên thì tham dự SEA Games lần này, đội cầu lông Malaysia chỉ mang tới đại hội thành phần gồm nhiều tay vợt trẻ. Do đội hình 1 của cầu lông Malaysia đang bận tham dự hai giải đồng đội Thomas Cup và Uber Cup, đồng đội nam và đồng đội nữ. Không được, rất đáng tiếc cho Thúy Linh. Một tình huống bỏ nhỏ, không thành công. Đã có điểm đầu tiên cho Nusuhaini. Rất đáng tiếc cho tay vợt nữ số 1 Việt Nam. Cầu đã không qua lưới trong tình huống bỏ nhỏ vừa rồi. Tại SEA Games 31 lần này thì cầu lông Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giành 2 tấm huy chương đồng. Và một trong những người gánh trọng trách được xem là niềm hy vọng của cầu lông Việt Nam trong mục tiêu sẽ có huy chương tại kỳ đại hội trên sân nhà là Thúy Linh. Vừa có thêm một điểm nữa cho tay vợt chủ nhà Việt Nam. Một pha đập cầu đi chéo sân. Không được rồi. Và tạt cầu không thành công. Thúy Linh, cầu đã không qua lưới. Điểm cho Nusuhaini. Tỷ số bây giờ đang là 4-9.
thêm một điểm nữa cho Thùy Linh. Hai tay vợt bước vào quãng nghỉ 60 giây. Ở SEA Games 31 lần này thì đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự đại hội có sự có mặt của chuyên gia người Indonesia, ông Hariawan, và huấn luyện viên trưởng là huấn luyện viên Ngô Trung Dũng. Tỷ số game đầu tiên lúc này đang là 13-4. Một tỷ số cách biệt. Thêm một điểm nữa cho Thùy Linh. 14-4 cách biệt giữa hai tay vợt đã là 10 điểm. Thùy Linh đã đánh lừa đối phương, không phải là một pha đập cầu. Tình huống treo cầu của tay vợt Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay thì ngoài cặp đấu đồng đội nữ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia, thì đội tuyển cầu lông nam cũng sẽ thi đấu và các tay vợt nam của chúng ta sẽ đụng độ với cũng với các tay vợt của Malaysia. Vừa có thêm một điểm nữa cho Thùy Linh. Cách biệt lúc này đã là 10 điểm. Thùy Linh đang tiến gần đến chiến thắng ở game đấu đầu tiên. Điểm cho Siti Nusuhani. Số là 65. Quý vị và các bạn đang theo dõi những diễn biến trực tiếp của môn cầu lông tại SEA Games 31. Hôm nay mới là ngày thi đấu đầu tiên ở môn cầu lông. Môn thi đấu được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Và những hình ảnh mà chúng ta đang theo dõi là những hình ảnh ở cặp đấu vòng đầu tiên của nội dung đồng đội nữ. Cặp đấu giữa hai đội nữ Việt Nam và nữ Malaysia.
ở nội dung đồng đội nữ chúng ta đối đầu với Malaysia, và ở nội dung đồng đội nam các tay vợt của chúng ta cũng sẽ thi đấu trong ngày hôm nay và cũng đối đầu với các tay vợt tới từ Malaysia. Đây là cặp đấu đầu tiên ở nội dung đồng đội nữ của cặp đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Cuộc đối đầu giữa Nguyễn Thùy Linh và Siti Nusuhani. Đây mới là lần đầu tiên Thùy Linh gặp Nusuhani. Và thứ hạng trên bảng xếp hạng của hai tay vợt lúc này đang chênh nhau khoảng 160 bậc, 180 bậc. Thùy Linh đang xếp hạng 57 thế giới, còn thứ hạng của Siti Nusuhani đó là hạng 237 thế giới ở nội dung đơn. Sự cách biệt về thứ hạng, khoảng cách trên bảng xếp hạng thế giới cũng đang được chứng tỏ phần nào bằng những cách biệt về điểm số trên bảng điểm. Siti Nusuhani mới có được điểm số thứ 8 và cô vẫn đang kém Thùy Linh tới 10 điểm ở game đầu tiên. Malaysia là cường quốc và thậm chí có thể nói là một trong những quốc gia thuộc top đầu thế giới ở môn cầu lông. Tuy nhiên thì tại SEA Games 31 lần này, Malaysia, Indonesia và phần nào đó là cả Thái Lan, ba quốc gia này đều tham dự SEA Games với đội hình gồm nhiều tay vợt trẻ và có thể nói là tham dự đại hội với lực lượng là đội hình 2, do những tay vợt tốt nhất của họ đều đang bận tranh tài tại Thomas Cup và Uber Cup, giải cầu lông đồng đội nam và đồng đội nữ vô địch thế giới. Đây là giải đấu diễn ra trùng thời điểm với SEA Games. Và đó sẽ là cơ hội cho cầu lông Việt Nam. Việc Malaysia, Thái Lan và Indonesia chỉ mang đội hình 2 sang tham dự SEA Games sẽ là cơ hội cho cầu lông Việt Nam hướng tới hai tấm huy chương đồng tại SEA Games lần này. Thùy Linh đã có được game point. Và như vậy là game đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng cho Thùy Linh 21-9, một tỷ số cách biệt. Siti Nusuhani, tay vợt của Malaysia năm nay còn rất trẻ. Cô sinh năm 2004. Và nếu tính tới ngày sinh nhật thì Nusuhani thậm chí còn chưa bước sang tuổi 18. Trong khi đó thì Thùy Linh là tay vợt số 1 của cầu lông Việt Nam. Đây là chuyên gia người Indonesia Hariawan. Đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự SEA Games 31 lần này với sự có mặt của chuyên gia người Indonesia ông Hariawan và huấn luyện viên trưởng là huấn luyện viên Ngô Trung Dũng. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi đó là cặp đấu ở vòng tứ kết của nội dung đồng đội nữ giữa Việt Nam và Malaysia. Và nếu như có thể vượt qua Malaysia ở vòng đấu tứ kết thì tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia ở vòng bán kết. Ở nội dung đồng đội nữ thì Thái Lan và Indonesia được xếp làm hai hạt giống hàng đầu và được miễn thi đấu ở vòng tứ kết. Có tổng cộng là 6 đội tham dự nội dung đồng đội nữ của môn cầu lông tại SEA Games 31 lần này. Tại kỳ đại hội năm nay thì môn cầu lông diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Và ở nội dung đồng đội nữ thì có 6 đội tham dự. Đó là các đội nữ Thái Lan, nữ Singapore, nữ Philippines, đội chủ nhà nữ Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Thái Lan và Indonesia là những đội đã được miễn thi đấu ở vòng tứ kết. Họ là hai hạt giống số 1 và số 2 ở nội dung này. Một tình huống đẩy cầu về cuối sân của Thùy Linh
Và sau đó thì Nusuhani đã không thể có một tình huống trả cầu qua lưới. Điểm đầu tiên ở game đấu thứ hai đã thuộc về Thùy Linh. Sau trận đấu giữa Thùy Linh và Nusuhani, Vũ Thị Trang sẽ thi đấu và đối đầu với City Zulaika. Cầu ngoài, một pha bỏ cầu của Thùy Linh và cầu ra ngoài. Tỷ số là 2-1. Thêm một tình huống đánh cầu ngoài nữa của Nusuhani. 3-1 cho Thùy Linh. Tham dự SEA Games 31 trên sân nhà lần này thì đội tuyển cầu lông Việt Nam bao gồm các tay vợt Tiến Minh, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Tuấn, Phạm Văn Hải, Đỗ Tuấn Đức, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Trần Thị Phương Thúy, Thân Vân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Như Thảo, Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh và Đỗ Thị Hoài. Mục tiêu của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 31 lần này là phấn đấu sẽ có được 2 tấm huy chương đồng. Và Thùy Linh là một trong những nhân tố được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương cho cầu lông Việt Nam ở kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà. Tại SEA Games 31 thì môn cầu lông được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang, một trong những địa phương mà người dân rất hâm mộ cầu lông. Bắc Giang trong quá khứ nổi tiếng với những tay vợt nữ xuất sắc như là Vũ Thị Trang hay là Nguyễn Thị Sen. Rất hay, một pha kéo lưới của Thùy Linh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha kéo lưới của Thùy Linh. Có lẽ là Nusuhani nghĩ rằng Thùy Linh sẽ bỏ nhỏ, nhưng không. Cầu ngoài. 8-1 cho Thùy Linh. Đổi giao cầu cho City Nusuhani. Điểm 2-8. Rất tốt. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đập cầu này của Thùy Linh. Một pha đập cầu hướng về góc cuối sân. Cầu dài. Điểm cho City Nusuhani. Tỷ số bây giờ đang là 3-9. Tay vợt người Malaysia 3 và Thùy Linh 9 trong game đấu thứ hai.
13 cho Thùy Linh. Mười một ba, hai tay vợt bước vào quãng nghỉ 60 giây. Trước khi bước vào quãng nghỉ này thì kể từ đầu game 2, Thùy Linh đã có thời điểm ghi một mạch 7 điểm liên tiếp từ tỷ số 1-1. Cô vươn lên dẫn 8-1 và bây giờ đang dẫn 11-3 ở trong game đầu thứ hai. Điểm nữa cho Thùy Linh. Một pha đập cầu và Nusohaini gần như là đã đứng chôn chân. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam đang áp đảo trước tay vợt đàn em năm nay mới chỉ 17 tuổi. Thêm một điểm nữa cho Thùy Linh. Không có gì phải nghi ngờ vào chiến thắng của Thùy Linh trong cuộc đối đầu với City Nusohaini ngày hôm nay. Những gì mà cả hai đang thể hiện và đã thể hiện ở trên sân là rất cách biệt. Trọng tài Biên đã bắt cầu trong sân. Đó là điểm cho Nusohaini. Tỷ số là 5-15. Một tình huống mà Thùy Linh đã quyết định bỏ cầu. Rất đáng tiếc là trọng tài Biên đã bắt cầu trong sân. Thêm một điểm nữa cho Thùy Linh. Nội dung đồng đội nữ, các tay vợt của hai đội sẽ thi đấu tổng cộng là 5 trận. Đội nào thắng 3 trận sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc. Sau Thùy Linh thì Vũ Thị Trang sẽ thi đấu trận đơn nữ thứ hai. Trận đơn thứ hai với đối thủ là City Julaika. Tiếp đó sẽ là trận đôi nữ. Trận đấu thứ ba là trận đôi, với sự góp mặt của cặp đôi Đinh Thị Phương Hồng và Đỗ Thị Hoài, Vũ Thị Anh Thư
một tay vợt trẻ. Cô sẽ thi đấu trận đấu thứ tư. Và trận đấu thứ năm sẽ là một cuộc đối đầu rất được chờ đợi khi mà Thùy Linh sẽ đứng cặp cùng với Vũ Thị Trang. Một pha đẩy cầu về cuối sân của Thùy Linh đã khiến cho Nushuhaini gặp rất nhiều khó khăn. Lần này thì đó là điểm số cho tay vợt của Malaysia. 7-19. Matchpoint cho Thùy Linh. 20-7. Như vậy là tuyển Việt Nam sẽ tạm thời dẫn Malaysia với tỷ số là 1-0. Sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên, Thùy Linh đã có màn ra quân thuận lợi, mang về thuận lợi cho tuyển cầu lông Việt Nam ở cuộc đối đầu với Malaysia. Có thể khẳng định sớm là như vậy. Cầu ngoài. Thêm một điểm nữa cho Nushuhaini. 8-20. Nhưng có lẽ là mọi chuyện lúc này đã vượt qua khỏi khả năng của tay vợt người Malaysia. Cách biệt 12 điểm là gần như không thể san lấp. Rất đông cổ động viên đã có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang để cổ vũ cho trận đấu ra quân của đội tuyển cầu lông Việt Nam. Hôm nay thì môn cầu lông mới thi đấu ngày đầu tiên. Và đó là một pha đập cầu trên lưới thành công của Thùy Linh. Đội tuyển Việt Nam đã tạm dẫn Malaysia với tỷ số là 1-0 ở trận đấu tứ kết nội dung đồng đội nữ. Một màn ra quân thuận lợi của đội tuyển cầu lông Việt Nam, cầu lông nữ Việt Nam. Thùy Linh đã đánh bại City Nushuhaini sau hai game đấu với các tỷ số lần lượt là 21-9 và 21-8, một tỷ số rất cách biệt.